Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và tháng này như mình đã nói rồi, các server họ đang liên tục tung ra đấy là cái shop huyền bí. Tháng này em trả được cái gì, chỉ được cái lắm shop huyền bí anh em ạ. Và mệt mỏi thật sự. Đấy, ở base server Thái Lan họ lại tung ra shop huyền bí tiếp. Và shop huyền bí này nó sẽ có đấy là cái hai bộ đồ chiến binh tuổi tin và cái bộ đồ quỷ quyệt gì đấy. Nói chung là bộ đồ này cũng đẹp. Đấy, không biết được bao nhiêu nhỉ? À, làm phả 90% thì lại tươi. Làm quả 90% thì nó lại gọi là tươi. Tươi không cần tưới anh em ạ. Nào 90% tôi xem cái nào. Đấy, tích cực quay tay vận may liệu có đến. Nhiều bạn đứng kêu là nick của thằng Ri này là được chỉnh tỷ lệ mới được cao. Không phải thế đâu anh em ạ. Và nói chung là ở trong Gana Free Fire chưa bao giờ có cái gì gọi là chỉnh tỷ lệ cả. Đấy, tôi cũng chưa bao giờ biết đến cái khái niệm chỉnh tỷ lệ. Nhưng mà nếu mà chẳng may có chỉnh tỷ lệ thì ok thôi. Và ui 74%. À, đấy anh em nào bảo chỉnh tỷ lệ tại sao không được chỉnh tỷ lệ lên 90%? Nó cũng có thể là đây là server Thái Lan nên mình không được chỉnh tỷ lệ cũng nên. Đấy, cũng có thể là đây là server Thái Lan nên mình không được chỉnh tỷ lệ. Đấy, ui trời, cái này toàn mấy đồ cùi bắp. Nhưng mà có một cái mà tôi phát hiện ra đấy là cái giá mà tiêu kim cương mà để nhận được cái mua đồ đặc biệt ấy, nó rất là đắt, là 500 kim cương anh em ạ. Phải tiêu 500 kim cương ở trong đống này. Và đống này thì có cái gì? Độc tài quân sự, thẻ vô cực thì còn không có. Bây giờ mới mùng 8 tháng 7 thì có lẽ là bên Gana Free Fire cũng chưa muốn ra thẻ vô cực. Nhưng mà bên này họ có bán cái huy hiệu của mật thư tối thượng. Mật thư tối thượng thì không biết là ở server Việt Nam thì các bạn đã mua chưa. Đấy, nhưng mà bên này thì đấy, làm ngay 10 hộp súng. Ui xôi, ui xôi, không được một cái skin súng nào. Mà không có nhiều skin, không có hộp skin nào ngon nữa. Đấy, không có hộp skin nào ngon nào. Đấy, à, bộ này là bộ màn đêm quỷ quyệt này. Bộ này bán server Việt Nam chưa nhỉ? Hình như tôi cũng chả nhớ cái bộ này bán server Việt Nam chưa nữa. Hình như là chưa hay sao nhỉ? Hay là bán rồi nhỉ? Đấy, bộ màn đêm quỷ quyệt này này anh em nào mà hình như là chưa ấy, tại vì trong game tôi làm gì có cái bộ này đâu. Đấy, tôi nhớ như là chưa, hình như là chưa anh em ạ. Và chưa, hình như là chưa. Đấy, nếu mà để mà tối tôi kiểm tra ở trên server Việt Nam khả năng cao là chưa. Ôi giời ơi, ôi giời. Vâng, một game giật hết cả mình, ảo ma thế nhở. Và hiện tại một tình huống là giật mình một màn hình. Tự nhiên nó bé tí lại ạ, và chả hiểu ấn nút gì. Và tự nhiên màn hình nó xoay dọc ra giật hết cả mình. Và game gủng này chết, và game gủng này chết. Nhưng mà cái so bí này cùi bắp quá, thật sự luôn, so bí này quá cùi bắp. Không có một cái gì đáng là mình mua, toàn huy hiệu. Thật ra thì cái này thì với những anh em nào mà chưa đủ huy hiệu để nâng cấp các skin súng huyền thoại thì anh à, con skin súng nâng cấp anh em chơi thôi. Đấy, ở bên này họ sẽ chuẩn bị phát free cái bộ đồ chiến thần mộc tinh. Đấy, mai anh kia nhận được, trông đẹp phết đấy, trông đẹp nhưng mà cũng không ra gì. Đấy, ok, lại chuyển qua một nơi khác để cho em xem shop huyền bí. Đây là bên server Mena và đây là shop huyền bí thứ hai của họ trong tuần. Đấy, cay không anh em? Quá cay luôn. Đây là shop huyền bí thứ hai của họ trong tuần. Đấy, trong khi chúng ta chưa có shop nào, lâu lâu chúng ta đâu có shop huyền bí đâu. 71% cùi hơn cả server Thái ạ. Đấy, mà bộ công nương bạch tuyết này thì ra mắt ở server Việt Nam rồi. Một bộ đồ trông khá là sexy. Đấy, lưỡi hái phong thần, tóc siêu xây ra 101 kim cương. Cũng được cái gì hả, bong keo kẹo nổ. Đấy, bong keo kẹo bùm lổ. Đấy, cũng được đấy, cũng được đấy, không phải đơn giản đâu. Cũng là ok đấy, ok bên kia nhưng vẫn không có thể vô cực. Đấy, sao lại không có thể vô cực ta. Đấy, à, hình như là bên này họ đã ra thẻ vô cực ngay từ hôm mùng 3 rồi. Hôm mùng 3 là họ đã ra một shop huyền bí rồi. Hôm nay họ lại ra thêm một shop huyền bí nữa. Người ta, anh em biết nó gọi là gì không ạ? Đấy, gọi là thế gian thật lắm bất công này, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Đấy, bên này họ ra shop huyền bí liên tục ạ. Bên này đảm bảo tôi đề với anh em nhá, mấy năm hôm nữa họ lại ra shop huyền bí mới. Mấy cái server nước ngoài ấy, nó lại có một cái hay ấy là đã không ra shop huyền bí thì thôi, nhưng mà đã ra liền ba cái. Đấy, kỷ lục của server Indonesia là ra ba cái trong vòng một tuần. Đấy, căng lắm luôn. Đây, hôm trước họ vừa ra cái shop huyền bí này, hôm trước tôi vừa mới mua bộ đồ nam xong thì cái bộ nhưng mà anh em nhá, nhìn thấy mấy cái bộ này đừng mua vội, tại vì có khả năng là khoảng nửa tháng nữa thì server Việt Nam chúng ta sẽ phát free cái bộ đồ Kun Yomi này.
Đấy, bộ đồ Kunyomi này là khả năng cao, rất cao là có thể sẽ phát free ở server Việt Nam nha anh em nhá. Thì bên Nana Free Fire vừa mới thông báo cái vụ này rồi. Đấy, nói chung là ngon, mấy server này có nhiều shop huyền bí, nhưng mà nếu mà anh em chơi ở server Việt Nam thì nếu chưa biết tiêu gì, anh em có thể ghé qua đó Ariaki Store. Ở đây là bán rất nhiều các loại tai nghe cách âm chống ngôn phục vụ cho việc chơi Free Fire, bán các loại phụ kiện như là cái tay cầm, bán cái bao găng tay cũng như là cáp chuyển để chúng ta có thể phục vụ việc chúng ta chơi Free Fire là tốt hơn. Ngoài ra đang có chương trình tặng gift voucher lên tới 100k dành cho những người mà mới tấn theo dõi shop nha anh em. Tất cả sản phẩm đều đang bán tại đó Ariaki Store HN, Ariaki Store HCM trên Shopee. Đấy, ui, bộ này vào trong game trông cũng được đấy chứ. Mỗi tội là không hiệu ứng anh em ạ. Cái bộ đồ gốc của nó ấy, bộ đồ chưa sơn lại của nó ấy, thì nó sẽ có hiệu ứng linh hồn bay xung quanh. Mà tất nhiên hai bộ giá cả nó khác nhau. Ok, thanh niên là AFK. Ôi giời, tất nhiên là còn nằm nghiêng 6 nước. Nằm lộ thế nhở. Vâng, tất nhiên nằm lộ thế nhở. Bạn đây, dậy vào đây. Dậy, ok, nó bắn mình kìa. À, con hàng này. Thế nó bắn chết luôn à. Ok, ảo thật đấy. Và đi test đồ gặp ngay thanh niên. Ảo nhờ, ảo tôi mới cả chảo. Và ảo tôi mới cả chảo anh em ạ. Rồi, ui giời, thế này thì bò tay .com.vn rồi. Rồi, ui, bạn thanh bắt đầu thế. Ui, tưởng thanh niên tấu hài, hóa sao nó lại không tấu hài nữa rồi. Và mình định tấu hài một tí với nó, định tấu hài một tí với nó, nhưng mà nó lại quyết định là không tấu hài. Tôi quyết định là bắn nó chết luôn. Và trông tưởng cái tình huống, tưởng là thanh niên nó định sang làm tí tấu hài anh em, làm tí bia rượu với nhau, làm tí gọi là trà nước với nhau, đang định đứng nói chuyện tâm tình tâm sự với nhau một tí. Thế nào mà anh ấy qua anh vã tôi, anh làm thế nó chết. Và bạn làm thế là bạn dở rồi, bạn làm thế là bạn dở rồi. Qua nó vã mình à, bó tay đấy. À nào, đâu rồi bạn, đâu rồi bạn, ra đây, bạn ra đây anh em, bạn người bạn của tôi ra đây xem nào. Trốn đâu? À đây, đẩy lên đây à, đẩy lên đây à. Ui trời ơi, à bạn ra đây, bạn biết bắn AWM không? Bạn biết bắn AWM không? À bạn vẩy cũng kinh đấy. Bạn biết bắn không? À, bạn vẩy, à bạn chuyển qua hệ đấm à? Bạn chuyển qua hệ đấm thì tôi lại lấy súng của tôi bắn bạn. Cay không? Cay không? Bạn à, bạn đáp à? Nấp với chúng tôi, đấm với chúng tôi này. À sáng nay thì mình còn có hé lộ cho anh em về chỉ số chính thức của khẩu M87 nâng cấp có tên là Digital Universe. Thì chúng ta cũng sẽ có, đó chính là cái hiệu ứng của cái khẩu này. Thì hiện tại thì khẩu này chưa lộ hình dạng, nhưng mà hiệu ứng của nó sẽ là kiểu một cái vũ trụ nó xoay quanh cái skin súng nha anh em nhá. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Đấy, cực kỳ kinh khủng là cái skin súng M87 nâng cấp. Thì ngoài ra ấy thì chúng ta sẽ thấy là chỉ số chính thức của nó đã có luôn, đó là hai sát thương, một tốc độ bắn giảm, một tốc độ di chuyển. Nói chung là nó sẽ giống với cả khẩu giống với khẩu hỏa nộ, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng trông nó khủng khiếp hơn. Đấy, một cái hiệu ứng trông nó rất kinh khủng, tức là khi mà chúng ta hạ gục địch ấy thì nó sẽ có hiệu ứng nó cũng rất là khủng khiếp. Thì đây sẽ là một trong những skin súng đẹp nhất trong Anna Free Fire chơi đến nay. Tiếp theo thì bên Anna Free Fire họ cũng bị lộ ra, đó là cái skin súng nâng cấp, mà một trong skin súng nâng cấp tiếp theo đó là AN94 Wi-Fi Skeleton, tức là AN94 tôi nghĩ là ma địa ngục, hay là Wi-Fi là hoang hỏa, và Wi-Fi là kiểu siêu bão lửa cái gì đấy. Nói chung là AN94 cũng sẽ có skin nâng cấp, tức là hai skin nâng cấp tiếp theo sẽ là AN94 và M87. Thì không biết là M4A1 với cả AN94 M87 cái nào sẽ ra trước. Cái M4A1 thì cũng hé lộ lâu lắm rồi mà chưa ra. Đấy, AN94 ra rồi, nói chung là súng nào cũng sẽ có nâng cấp thôi. Đấy, súng nào rồi cũng sẽ có nâng cấp, nên anh em cứ yên tâm. Đấy, anh em cứ yên tâm là còn phải tiêu rất nhiều vào bên Anna Free Fire này. Ôi, bắt ra, nó bắn mình phát bay đầu luôn anh em ạ. Vãi hàng đại bàng. Về M1887 nâng cấp ấy thì cái nội tại của nó sáng nay tôi cũng đã có hé lộ cho anh em rồi. Nội tại của nó sẽ là chúng ta sẽ được cộng thêm tốc độ bắn khi mà chúng ta vừa thay đạn xong, tức là cái khẩu ấy cộng một tốc độ bắn, và chúng ta sau khi thay đạn xong được cộng thêm một tốc độ bắn nữa. Nó sẽ là skin đầu tiên mà có hai tốc độ bắn, hai sát thương. Đấy, thì đây sẽ là một cái skin mà quá ghê độ bắn dê, mà quá căng độ bắn xăng. Đấy, thì anh em sẽ có một cái trải nghiệm nó cực kỳ khủng khiếp. Đấy, với
với cái khẩu M87 đấy. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải chờ xem là nó ra mắt chính thức thì nó sẽ như thế nào. Đấy, có thể là đợt tới bên Nga nào sẽ giảm sức mạnh M87 đi hay chăng. Đấy, thì chưa biết được nha anh em nhá, chưa biết được. Còn AN94 thì mình nghĩ là nó sẽ là hai tốc bắn một sát thương thôi. Cơ bản còn cái chỉ số nó chính xác là gì cũng chưa biết được. Nhưng mà khả năng chỉ số nó sẽ, tôi nghĩ sẽ có liên quan đến xuyên giáp hoặc cộng thêm tầm xa. Đấy, hoặc là có thể là biết đâu đấy có cái kỹ năng là bắn tự động giảm thanh hay sao. Đấy, tại vì cái súng đấy hoặc là tăng thêm độ chính xác, tại vì AN94 rất cần độ chính xác mà nó lại không lắp bằng nòng. Đấy, nó không lắp bằng nòng mà tăng độ chính xác nên biết đâu nó lại càng bắn lại càng chính xác. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là ba viên đạn đầu tiên thì auto trúng một mục tiêu. Ví dụ thế, tôi đang nghĩ đến mấy cái kịch bản như vậy. Ôi trời, thanh niên đứng trong nhà làm gì? Và thanh niên đứng ngắm ra ngoài, không ngắm vào tường. Và chịu thật đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai, được xinh gái nhá. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.